bạn. Hôm nay chủ đề của mình là tương tác đúng không ạ? Mình chưa nói. Ok, when I say hip, you say what? Hip hop. Hip hop. Hip hop. Yeah. Mình muốn mọi người có thể đứng lại gần lại nhau hơn một xíu được không ạ? Mình muốn những người anh em còn đứng ở ngoài kia hãy vào đây, và những bạn ở trên lầu hãy xuống đây để anh em mình cùng nhau tận hưởng âm nhạc nào. Và mình sẽ mang một chút Tây Nguyên đến với Bình Dương này. Yeah. Mọi người cùng đọc theo mình nhé. Đầu tiên, tiết mục đầu tiên mình muốn đưa tới cho mọi người đó là Classic Love. Yeah, 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 DJ Speed Classic. Quá ngọt ngào, nó cứ thật đậm với cái nó kém thì
cũng phải hóa nhấp nhẹ. Em muốn bắt đầu giờ hợp đồng, muốn mở hàng rong. Nhưng điều chậm nhất thì em là một người đàn ông. Anh có thấy đời người ấy hấp như vô quay, như người quay trong một xoáy thật đáng buồn thay. Chilling with me, that's my rival. Falling with love, đã là my goal. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.